Kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam Chủ nhật ngày 13 tháng 8 năm 2023 của mình ngày hôm nay. Buổi chiều ngày hôm nay Lộc miền Nam trên kênh nó về được cái lộc, đó là cái con 83 ở tại thành phố. Chúc mừng tất cả anh chị em tin tưởng ủng hộ trên kênh. Còn tiếp theo mình dự đoán miền Nam ngày mai Chủ nhật 13 tháng 8 trên đài Tiền Giang Đà Lạt. Ở đài Tiền Giang mình dự đoán cái cặp 27-72. Ở đài Kiên Giang mình dự đoán cái cặp 25-52. Ở đài Đà Lạt mình dự đoán cái cặp 35-53. Anh chị em hãy tham khảo cho ngày mai. Chúc cho anh chị em có nhiều may mắn và tài lộc trong ngày mai.